Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Đi Inside, bàn tròn chuyên gia của khối quản lý tài sản VnDirect. Như chúng ta đều biết, không phải ai sinh ra đều có thể tự xử lý được các vấn đề liên quan đến tiền bạc từ nhỏ. Ngay cả người trưởng thành, nếu không được đào tạo cũng vậy. Quản lý tài chính cá nhân là một kỹ năng cần được đào tạo và thực hành thì mới mang lại hiệu quả. Và người thầy đầu tiên của mỗi chúng ta không ai khác chính là cha mẹ. Tuy nhiên, rất nhiều cha mẹ chưa từng nghĩ tới việc hướng dẫn con cái quản lý chi tiêu. Thậm chí, việc quản lý tài chính của chính cá nhân họ còn đang gặp khó khăn. Nhiều cha mẹ lại quá bao bọc, đáp ứng mọi nhu cầu của con để chúng không phải bận tâm về tiền bạc. Đó chỉ là một trong những sai lầm của cha mẹ khiến con trẻ không tự chủ được tài chính sau này. Trong chương trình Đi Inside số 16 hôm nay, xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi lắng nghe chia sẻ của tiến sĩ Đinh Thị Thanh Vân, Phó Chủ nhiệm Khoa Tài chính Ngân hàng, Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội về chủ đề 5 sai lầm thường gặp trong giáo dục tài chính cá nhân cho con. Xin mời quý vị bắt đầu chương trình với chúng tôi nhé. Như vậy là qua những anh chị chia sẻ thì thấy là vấn đề tài chính cá nhân đã dần được nhà nước ta đã đưa vào cái quá trình để cho các con em chúng ta có thể tiếp xúc sống một cách sớm nhất. Vậy thì đó là cũng có thể là giúp cho các bậc phụ huynh có thể hiểu được là tại sao chúng ta phải đưa con em chúng ta đến với tiếp cận với cái kế hoạch tài chính hay là tài chính cá nhân một cách sớm nhất để các em có thể biết được. Vậy thì các vấn đề trong tài chính cá nhân của các em là gì và thực trạng hiện nay thì các bậc phụ huynh đang mắc phải những sai lầm gì? Chắc là mời các chuyên gia trước. Tại vì như chúng ta thấy là các bậc phụ huynh thì cũng chưa có là đưa cái vấn đề tài chính này vào cho các em, cho các con em, hay là có đưa vào nhưng mà chưa biết cách đưa một cách đúng đắn để các em có thể hiểu rõ để có thể về cái tiền. Thì xin mời các chuyên gia. Quang nói. Mời anh Quang. Gần đây khi mà mình làm việc với một số khách hàng người lớn ấy, đúng không? Từ bây giờ ta nhìn, tại vì những đứa trẻ con thì theo thời gian nó sẽ thành người lớn, thì mình thấy là người lớn có một cái thực tế là chúng ta gặp khó khăn về tài chính. Gần đây mình gặp mấy anh chị đến ở cái đồng độ tuổi người ta gọi là midlife crisis, sau khi đi làm độ khoảng tầm chục năm, hơn chục năm vậy đó, đúng không? Thế là người ta gọi là thập kỷ mất mát, đúng nghĩa. Bởi vì tức là họ chẳng may họ chọn một cái lĩnh vực họ không thực sự thích nữa, không có enjoy nữa. Thế thì đến lúc đó họ định đổi một cái công việc khác để mà mình tìm thấy cái niềm vui trong công việc hơn, ý nghĩa cuộc sống hơn. Thế thì họ lại gặp một vấn đề là tài chính họ lại không sẵn sàng cho cái việc đó. Thế là khi mình nói chuyện với họ, mình cảm giác họ rất là thiếu tự tin và có một cái nỗi sợ trong đầu. Thế thì khi mà quay lại câu hỏi là tại sao lại như vậy, trong khi là nếu mà mình nhìn bố mẹ của chúng ta, thế hệ bố mẹ chúng ta, đúng không? Rõ ràng là ngày xưa kinh tế đâu có tốt như bây giờ đâu. Nhưng mà bố mẹ chúng ta rất biết cách là thu vén như nào để mà con cái còn học hành ngon lành, nhà cửa xây đàng hoàng, sau này có nhà cho con. Không hiểu sao các cái gia đình của thế hệ chúng ta lại struggle với tài chính như vậy. Đúng không ạ? Thế thì khi phân tích kỹ vô thì rõ ràng là ngày xưa tức là mình hay nhìn số cái tam giác ở bên trong, đúng không? Con người mình có trí tuệ này, có nghị lực này, và cái sự yêu thương là cái ở bên trong, và ngoài ra là cái môi trường bên ngoài. Thế thì bố mẹ chúng ta ngày xưa là họ đã được rèn luyện cái đó. Nếu mà bạn tư duy kỹ sẽ thấy nhá, họ rất là chịu khó học những cái tấm gương, đúng không? Từ thoát ra từ chiến tranh chính là nghị lực anh hùng này kia các loại, mà môi trường lại không có nhiều cám dỗ. Môi trường ai cũng ok như nhau hết, chủ nghĩa tiêu dùng chưa có bị đẩy lên quá mạnh. Tại vì thế hệ chúng ta là thế hệ mà cái tam giác ở bên trong, tức là những cái yếu tố cốt lõi về trí tuệ, nghị lực, thì chúng ta lại kém hơn xa bố mẹ mình, và môi trường bên ngoài thì lại thách thức hơn. Bây giờ chi phí đội lên cao rất là nhiều, chủ nghĩa tiêu dùng rất nhiều thứ, chính vì thế mà giải thích tại sao sự khó khăn struggle của rất là nhiều gia đình người lớn như vậy. Mà người lớn là chính là trẻ con, đúng không? Bây giờ bắt lại câu chuyện là các bạn trẻ, các bé thiếu nhi ở tầm độ tuổi từ nhỏ lớn, tóm lại là chưa ra đời được. Đã, thế thì chắc chắn là do cái cách mình, người ta gọi là gì nhỉ? Gieo hành vi thì gặt thói quen, đúng không? Gieo thói quen thì gặt tính cách, và gieo tính cách thì gặt số phận. Như vậy là chắc chắn là những cái vấn đề xung quanh đến, nó có cái sai lầm gì đó rồi trong cái kiến thức
dẫn đến hành vi của những đứa trẻ từ bé nó bị hun đúc theo một cái kiểu, ví dụ như nó thích, nó thấy bố mẹ đó, tiêu dùng nhiều quá nó cũng lại tiêu, dần dần nó thành một thói quen như thế. Mà trong khi lại kiến thức về tài chính thì rất là không may là trong hệ thống giáo dục chúng ta trong suốt bao nhiêu năm qua chúng ta không hề chú ý đến điều, không hỗ trợ cho những đứa trẻ từ nhỏ lớn nó được dạy cái thứ đó, đúng không? Và như đã nói là thói quen nó phải suốt một cái quá trình dài, chứ nó không thể nào mà một ngày ngày một ngày hai nó bị như vậy hết, đúng không? Thế thì quay lại câu chuyện là cái sai lầm đó chắc nó nằm ở chỗ là cái thói quen chúng ta không có thói quen tích lũy kiến thức về tài chính, đúng không? Chúng ta tiêu dùng quá nhiều so với khả năng mình thu, mình cũng không có ý thức là phải đầu tư để tăng trưởng như nào, không có các loại tài sản như vậy, không có một cái hạt tài chính để mà hướng đến mục tiêu như nào, thì tất cả những thứ đó nó dẫn đến cái thực tế là sai lầm xung quanh câu chuyện. Chị thấy có thêm một cái nữa là cái sai lầm lớn nhất của các bố mẹ. Thực ra chị vẫn nghĩ là cái thế hệ cũ bố mẹ mình cũng có những cái sai lầm nhất định. Ví dụ như là bố mẹ thường nghĩ rằng là sẽ phải bao bọc cho con, luôn luôn nghĩ rằng là sẽ không đáp ứng ngay nhu cầu của con, và không có cái thói quen là lo lắng cho chính cái tương lai hưu trí của mình. Cái thời bố mẹ mình là như thế, bởi vì là đến thời chúng ta cũng có rất nhiều người cũng bị như đó, cho nên nhiều khi mình lại hy sinh hết, rất nhiều gia đình là bán hết cả nhà cửa cho con đi du học nước ngoài, hay là có những cái sai lầm mà nhiều bố mẹ nghĩ rằng là cứ đáp ứng con ngay lập tức thì cái thói quen của con sau này khi mà không có tiền thì con cũng ngay lập tức là con cũng nghĩ là điều gì cũng sẽ có, mà không dạy cho con cái cách làm thế nào để có được tiền đấy, hay là dạy cho con giá trị của đồng tiền nó là cái gì, chứ không phải là cứ có một cái là phải bố mẹ phải đáp ứng ngay. Thì chị nghĩ là cũng rất nhiều bố mẹ cũng vẫn đang bị cái tình trạng như thế, và chính vì vậy cho nên như cái thế hệ của bọn chị cũng là cái thế hệ mà ảnh hưởng bố mẹ mình không hề biết đi làm sớm đâu, không hề biết kiếm tiền sớm đâu, mà luôn luôn nghĩ rằng bố mẹ sẽ cho mình, đúng không? Thì đấy là một số bố mẹ có sai lầm đấy, chứ còn chị nghĩ là cũng không phải là tất cả bố mẹ đều như thế. Nhưng mà cái đấy cũng là cái nhìn thấy rất là rõ cho cái xã hội châu Á của mình, Việt Nam của mình. Gần đây thì mình có đọc một cái quyển chia sẻ với các bạn khi nào có thời gian đọc quyển đấy, tức là chữa lành đứa trẻ ở bên trong bạn. Thì ở đâu đấy thì nó cũng một cái luận điểm nêu ra là bên trong mỗi cái người lớn ấy thì vẫn còn một đứa trẻ con mà nó chưa được fulfill, chưa được đáp ứng. Thì đâu đó cũng có thể là đấy là một cái lời excuse, một lời giải thích cho cái câu chuyện của Quang đó. Thế là có thể là cái thế hệ mà tiêu dùng quá nhiều ấy, thực ra nó sinh ra từ cái thế hệ, từ hồi bé là chúng ta không được bố mẹ cho ăn kẹo chẳng hạn như thế. Thế là chúng ta sống đến một cái tuổi mà chúng ta tưởng là chúng ta trưởng thành, nhưng thực ra chúng ta chưa trưởng thành tí nào cả. Cái đứa trẻ nó vẫn còn bên trong và nó đòi hỏi là ước mơ hồi bé rằng là mình tự có tiền, là mình không phải xin ai cả, và mình tự được đáp ứng cái của mình. Và do đó thì nó gặp một cái trở lực là khi mà người đó ở một tuổi tự kiếm tiền được và bắt đầu thỏa mãn những cái xưa mình không được, đúng rồi, những cái thứ mà ký ức hồi bé mà mình bị trở lực về hồi đó, vì hồi đó thực sự là hồi đó là quá khó khăn đi, không thể nào mà cứ muốn là có. Thì đến lúc đó thì chúng ta gặp một cái cycle đấy về mặt thời gian nữa. Đây là chính là thời điểm của cái thế hệ như kiểu gọi là tạm gọi là 6x, 7x, 8x đi, là bắt đầu có một cái nó đủ hơn và gặp một cái trở lực đấy. Nhưng mà cái nếu mà dừng lại ở cái thế hệ này thì nó không vấn đề gì cả. Cái điều tai hại là chỗ là cái thế hệ này lại tiếp tục lại là bố mẹ của thế hệ tiếp theo. Thì đứa trẻ con nhưng mà ở cái tuổi này mà nó nhìn thấy bố mẹ nó có thể đáp ứng ngay, tức là thiếu một cái gì đấy, ví dụ như là vỡ cái điện thoại mà vỡ cái gương, vỡ cái mặt cái là thôi thay điện thoại khác. Thì đứa trẻ con nó nhìn thấy như thế thì why wait, ra sao phải đợi làm gì, cứ làm luôn thôi, ra ngoài cửa hàng có sẵn luôn. Nhưng mà cũng chẳng phải ra cửa hàng bây giờ thì là có Now rồi, ấn một phát có tận nhà luôn. Thế bây giờ là đang
đang cổ suý cho câu chuyện rằng là không, chờ không chờ đợi bất cứ một gì cả, instantly là ngay lập tức là chúng ta sẽ được đáp ứng ngay lập tức. Thì chị, ở đâu đó thì có thể có đứa trẻ con ở đó ở bên trong. Cái mà có một cái nghiên cứu rất là nghiêm túc của trường đại học Stanford chỉ ra hẳn hoi là những cái đứa trẻ mà không biết chờ đợi ấy, như em nói là luôn luôn được đáp ứng ngay ấy, là sau này sẽ rất là khó có khả năng biết tiết kiệm, cũng như là thường là sẽ không thành công về mặt tài chính nhiều như những đứa trẻ khác. Thì họ cũng có một cái nghiên cứu mà chỉ ra rất là dài là những tức là không được hình thành cái thói quen đấy, không biết chờ đợi, không biết tiết kiệm, không biết thực hiện những cái hành vi mà quản lý về tài chính tốt ngay từ đầu thì sau này cũng sẽ gặp phải những cái vấn đề nhất định. Đúng như em nói là những đứa trẻ mà chưa được học theo. Và cũng giống như là các anh chị có chia sẻ thì trẻ con giống như một trang giấy trắng ấy, thì khi mà chúng sinh ra thì chúng sẽ học hỏi một cách tốt nhất và nhìn vào cách chi tiêu của bố mẹ thì chúng cũng có thể học hỏi được từ đó. Và như anh Quang có muốn nói một cái câu là tức là ngày xưa thì rất là khó khăn nên là bố mẹ của chúng ta thì có thể là chi tiêu một cách hợp lý và mặc dù tiền rất ít nhưng mà có thể là xây nhà hay là cho các con ăn học đầy đủ, nhưng mà đến bây giờ thì bố mẹ chi tiêu bao nhiêu thì vẫn thấy thiếu. Thì đó cũng chắc là cũng có một phần nào đó là do về mặt xã hội nữa. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Hy vọng chương trình hôm nay đã giúp quý vị nhận ra để tránh được một số sai lầm thường gặp trong giáo dục tài chính cá nhân cho con. Trong chương trình D-Insight số 17 vào tuần sau, chúng tôi sẽ cùng quý vị tìm hiểu các giải pháp giúp cha mẹ có thể giáo dục con cái về tài chính cá nhân hiệu quả và phù hợp. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị!